mau lo lanh giữ làm lành, chớ nên mê lợi mê danh mê tình. Tuy Phật có muôn nghìn phép là không thể nào cứu gã hay lòng, cho nên nay bưởi mây bồng phải gìn tuyết sạch da trong tâm hồn. Thấy xa rộng càng khôn vũ trụ, nhưng mái trời bao phủ không ly. Nhân nào quá nay đúng y, người trong hạ giới chớ khi mà lầm. Nam nữ hãy ngồi tâm hướng thiền, trẻ già nên tu luyện sớm chiều. Bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường về cực lạc dắt dìu nhau đi. Bỏ tất cả những gì bất chánh, quyết làm cho thấy cảnh diệu màu. Vẫn vui vào chốn biển sâu, miệng là mò được ngọc châu đem về, cha là tướng con hề đất thèn. Không được rồng cũng ráng kỳ lân, xưa trần nay cũng còn trần há không tuổi hổ với thần Phật sao. Phật thương chung khác nào con đò, mắt lúc nào cũng ngó đến luôn. Cố làm cho hết khổ buồn chúng sanh, bỏ Phật tìm đường khác đi, má phiền nào thầm thì đòi bữa, quý vô thường dòm ngó mỗi ngày. Quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc say hồng trần. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng, nhưng mà sanh chung chẳng cần, cho nên thường bị tử thần hành hung. Phật trông thấy thêm lòng thương xót, đời hạ quân nhiều cách quá thân. Dốc lòng cứu độ chúng dân, đưa qua khỏi bến mê tân thảm sầu. Các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ, khắp đó đây hiển thị đạo mẫu. Dùng nhiều phương tiện khác nhau dạy cho ba tánh những câu bí quyền. Chúng sanh quá mộng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ bước giãn ra. Thiên đường lộ ấy càng xa, con đàn địa ngục ngày qua thêm gần. Mến thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đảo điên thế, mà cũng vẫn còn ghiền trần gian. Nay cửa Phật mở toang ra cả, tiếng chuông lạnh dục giả hẳn ngay. Dù người có lắm mê say, cũng bận tình đến học bài quy y. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chẳng khó sợ như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn. Muôn tu có Phật dẫn đàn, như quá sông được có thiền kề bên. Con người nhớ đem thiền lời ấy, cho người đời xét lại thứ nào. Tu hành làm việc quý cao, cho nên ngờ việc
hãy mau tu hành, tam quy phải tâm thành cung kính. Ngũ giới nên nghiêm chỉnh phụng hành, thường lo niệm Phật làm lành, buổi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu, kính kể đọc được nhiều rộng ly. Mau định tâm thì trí mau khai, lòng nên xét đến thượng ngài, nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền. Nên nghe những lời khuyên bạn tốt, mới thấy việc lành nên học làm theo. Con đường giải thoát cứ leo mặt, tình gai gốc hùm beo của đời, không để phúc nào lơi đảo hành. Cố tìm cho thấy tánh chân như, pháp cho tan lớp quyển hư, chừng nào nghe tiếng Phật ừ mới thôi. Đạo chẳng ở đầu môi chót lưỡi, đạo tại tâm cô bới cho ra. Thiện nam tín nữ gần xa, trong tâm có Phật ráng mà tìm xem, chi phận tan cô đem kết lại. Chủ tâm đừng để mãi phóng tâm, loạn tâm thì việc dễ lầm, định tâm thì dễ tâm hiểu ra. Bị trói buộc dù là việc nhỏ, không thể cho thông thả hoàn toàn. Trong lòng còn chút đeo mang, thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Con ơi phải bình thanh tâm trí, như nước trong lóng kỹ mươi lần, ai lai động cũng trong ngần, tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng. Chỉ có thế chớ không chi là ai, thật ra đâu nhọc nhã công lao. Quên đi chạy kiếm hơ hào, của nằm trong tôi chớ nào đi đâu. Con ơi lẽ nhiệm màu rang năm, gặp mối thì rối rắm gỡ ra. Có trồng sẽ có nở hoa, vọng tâm hết được thì là huệ khai. Kỳ xá tội là ngày mở rộng, bất luận ai tu cũng đắc thành. Không thành tại chẳng còn lành, chứ không tại Phật chẳng linh đời này. Mau tu chứ nên gây thêm tội, rớt xuống rồi khó lỗi cho qua. Nếu không bị sâu nó tha, thì là cọp bắt có mà toàn thấy, nói sự thật không bài dối mì. Tin hay không tự ý chúng sanh, mạnh ai nấy tự tung hoành, mạng người như thể chỉ mình treo chuông. Trước mặt chẳng còn đường đi tới, sau lưng đầy lan xoáy chẳng ngăn. Thân không khỏi lũ rùi lần ấy, là đời kẻ hung hăng hiển thời. Chừng thó nản tin trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai. Lúc nào cũng muốn dương oai, người như thế ấy đời nay rất nhiều. Nếu chẳng sớm học điều lương thiện, dễ gây ra những chuyện âu sầu. Riêng mình hãy chẳng nói đâu, còn làm người khác chịu sầu khổ chung. Phải kiếm cách mở dòng giải thoát, cả miếng ăn tấm mặt thượng ngại, cho đời sống bớt đọa đài, giúp cho tâm trí thành thơi phần nào. Kẻ mận thế lòng đau hay chẳng, người ưu thời có đắng đo không. Nhìn vào cảnh sống phần đông, kẻ dư bá bội người không một tiền. Nhà hữu trách ngồi yên sao nợ,
nên tìm phương để gỡ rối dân, làm cho mực sống bình phân, có nhà cửa ở cơm ăn áo lành. Việc ngay đáng thực hành mau chóng, giải quyết xong đời sống nghèo nàn, tinh thần dân được mở mang. Hành vi đê tiện ngày càng bớt đi, dân đang muốn những gì trước hết là tự do, là viết sống còn ai. Người yêu mến nước non, giúp dân sống được là tròn quốc gia. Nên để mắt nhìn ra một chút, mà nếu dân nghèo thì nước yếu đi. Ấy là một sự hiểm nguy, cần mau giải nạn hàng di dân tình. Bỏ cái tâm lo mình béo bở, nợ dắt khô máu mỡ đồng bào. Phải lo giúp đỡ lẫn nhau, chớ thừa nước đục thả câu hại người. Tất cả việc tốt tươi nhân đạo, không riêng người tôn giáo lo làm, mà ai cũng phải gìn khám, để cho nhân phẩm người làm thêm cao. Con ơi, kể đến bao giờ hết những việc đang cần thiết hàng ngày? Tinh thần vật chất cả hai nhu cầu thường thức hiện nay của người quá đòi hỏi, khiến đời tranh cạnh quá thiếu thì sanh tâm bất lương. Giữ cho cảnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai. Mỗi người phải góp tay nhau lại, tán trợ nhau những cái nhu cầu. Chớ nên chia áo rẻ bâu, phải thương nhau thể một đầu cha sanh. Người hãy để mắt nhìn loại môi, sức nhỏ mà đắp nổi gò to, là nhờ nó biết chung lo. Một con không thể xây gò mối cao, sức người mạnh gấp bao con môi. Nếu đồng tâm kết lại thành đoàn, ruộng đồng sẽ chẳng bỏ quan. Cảnh tình đói rách lang thang không còn, khi có việc quan hôn tan tê. Lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ, sẵn lòng giúp chẳng nể chi. Người nào cũng thế còn gì quý hơn, tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hóa tốt lành. Ấy là hương vị nhân sanh, mọi người cần phải đặt mình hướng theo. Nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thả nghèo được tiếng thơm lành hơn, giàu lưu lại ô danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người. Phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi, và người đâu khinh? Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi, ráng gọi nhân sanh thương nhau, chớ có nợ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức,
nhưng được nghe kinh Phật ít người. Không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kể vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mắt dù là khó nuốt, với rắn tuy là việc khó dình, đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ nó quên ngày nào. Trai giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ gìn. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Đạo chứ tưởng là đường dễ gặp, kinh khởi tâm muốn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật xưa rồi. Việc này nếu để cho trôi sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thực lòng cải hối ăn năn, tội kia liền được tiêu tan như là rừng củi lửa xăng châm vào. Việc thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng. Dù không tu ở tiền thân mà nay cương quyết tu cần cũng nên. Người năm trước đất quên không cày, những năm nay ruộng lại mở to. Tất là được lúa đầy kho, cái làm năm trước đem so kém gì. Lấy đây để xét suy tất biết, người tu đừng phân biệt trước sau. Tu lâu mà chẳng chùi lao, đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tự ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khủ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cô đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lộ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết những điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin. Tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu mình không tự lo kham, bước đường giải thoát làm nhám bất thành. Mình biết rõ lòng mình hơn hết, giống còn sanh hay diệt mệnh tường. An tòa trong bụng tự trương, tự mình trừng trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn,
lòng mình tự trị an, khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình, lúc nào cũng công minh trong già. Sự mình không một lẽ vị tư, bao nhiêu tật sâu thoái hư sẽ lần tiêu tan cũng như bọt bèo. Niệm Phật tức mau siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ trời tự trị công miên trong lòng. Đức tin ấy gìn sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khắc kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi, quyết làm cho được mới thôi, dù cho lỡ đất lòng trời chớ nao. Con ơi chớ lãng sao bổn phận, dẹp trong gái đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chốn nơi, tìm phương nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bắt nhà thuyền cứ chạy sân lên, đưa người bên giác cày bên để xa mũi đạn lằn tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lại còn nhường ném nhường rơm nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người. Yêu nhân loại từ đời thương cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu. Chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Nếu chúng sanh vẫn còn nản ách, thì còn ra mượn xác phạm trần. Sống pha giữa bến mê tân để, mà cứu thế đáng cơn nguy nàng. Cây thiền trưởng đánh tan quái ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần. Thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rồng, chuông lạnh đừng quên giọng ngày đêm. Cho tình bác ái tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh. Nếu người thật sự thông minh, sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa. Chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mỏng khỏi da vào tường, đầm kêu gọi tình thương nhân loại. Dẹp bỏ đi cái lối phân lìa, nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hẹp lưỡng và chia rẽ lầm. Mạng sống tở chuông đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Là đời của khách hạ quân, ha không tìm cách bảo tồn lấy nhau. Giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức
là hay, chẳng lo sông mây lẻ này nhân sanh không thể hưởng ngày tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu mới là sống nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn động tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, Bắc Nam no ấm Đông Tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường siêu thân hối hạ băng qua. Mạo như áo mặc cõi ra, chúng sanh giờ trước Phật Đà giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thường lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sẵn có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân. Tại mình nửa bước nửa dừng mới, là có chuyện Phật gần quá xa. Con ơi đã nhắc qua lắm đoàn, siêu đỏ do mình chẳng do ai. Muốn cho gặp Phật Như Lai, giữa mình cùng Phật chớ hai tấm lòng. Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật trân trân. Hai đàn hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ đâu nơi đâu. Dù ngồi cho đến bao lâu, cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Muốn được thấy mình vàng rực rỡ, khi tham thiền đừng có phóng tâm. Trong lòng càng lắng càng thâm, minh vàng càng thấy lần lần hiện ra. Các ma nghiệp gian xa bổn thể, các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi nhớ nhắc cho người biết, ráng tu như các việc kể trên. Tây phương cực lạc được lên, sẽ cùng chư Phật ngồi trên liên đài. Mình được vượt ra ngoài sanh tử, thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi. Muốn đền chữ hiếu cho rồi, tu cho thành đạo cứu đời mẹ cha. Dù mỏi mệt cũng là gắng gộ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công, đường về tịnh độ lầm không đổi dời. Đạo thường gặp người đời khiếu nhừ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, gió đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mộ đạo mặc dầu đã có, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phan rất khó,
nhiều yêu tình đón ngõ ngăn đàn, muốn làm chung nó chạy tan, có lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thung dung muôn thờ, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường, đời dù có mất đường cách mấy cũng thản nhiên chớ dậy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trai lạc trụ trì thiền môn. Được lối xóm tiếng đồng sư thiền, ông cũng lo tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong già, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, làm cho rạo rực trong lòng đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lôi xóm giảng lại thâm viên, ông liền đem kể chuyện ấy ra. Một người trong số đàn na làm thinh len trở về nhà trước đi, liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gói gà măng, nào là thịt nương cá chân nực nằm, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm, không ai hay biết chớ hèm ngại chi, sư cứ việc ăn đi chắc mạnh. Nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu, ông còn ngần ngại hồi lâu sau, rồi ông lại gật đầu liền ăn. Trái lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Kê ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào, cứ gây tội lỗi truyền lao. Bị dây quan nghiệt dẫn đầu thai luôn, chịu lâm kiếp vào cuồng ra dài. Gặp nhiều đời chết hãy sống kinh, càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tin đảo màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quái có thường. Nhà sư ấy miệng ráo tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhận, nhưng ông không diệt hẳn nó đi, nên khi xác yếu thần suy, lòng con thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc mây thánh qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến say, thì đành chịu kiếp đọa đài khó ra. Trái lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc
trai, cho đến trong lòng tu đâu phải lạc trai không, mà còn giới luật và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật làm ra, dù nơi không có người ta cũng không để thói dạy tà phát sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn sang, gần lắm chung chẳng tán loạn tâm. Di Đà vẫn nhớ niệm thầm, linh hồn không bị dẫn lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng, nêu tất cả trong hàng thiện tinh. Giữ được lòng bình tĩnh như trên, cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được toại nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tình đến khi hồn lìa thân, biết sắp chết tâm trần chưa bò. Vừa tiếc thương vừa sợ hoảng lên, càng thêm buộc cái hoang khiên, nên càng sớm trở lại miền trần gian, gần dứt thở vững vàng trong trí. Vũ sạch không cho nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại độ tràn trề khắp chốn, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh, trong nhai mắt siêu sanh tịnh độ. Khỏi phải cần hành khổ dũng công, ấy là vũ sạch bụi hầm trước giây phút chúc linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Chúng sanh muôn sớm ngày giải thoát, thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trồng lâu thì rễ ăn thâm, đợi dù lai lắc cái khó làm tróc nghiêng, biết lo trước là yên vững nhất. Để muộn rồi chạy chọt uổng công, trong khi muốn lội qua sông, những đầu mang gánh lòng thòng bỏ đi. Cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân, sẽ chồng chôn theo cuộc tẩy trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngày đại biên, đất trời không khỏi chuyển đổi dời. Muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hướng thọ trường sanh, trọn vui trọn sáng trọn lành. Phật đâu gọi việc tu hành làm chi. Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bụng lầy,
huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt, có ai giữ còn tuổi sống cứ ngày mòn lũng mày. Còn ốm đau tay hại nọ kia, ghét thương được mất hợp lìa khổ, cho đến chết chưa hề sống chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hèm nhau luôn, khiến cho kiếp vô thường càng khổ. Cũng làm cho mạng số ngắn thêm, hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sư đến thèm bắt đi. Bị hành há còn gì hơn nữa, chịu đo đài không số đo lường. Thế mà nghiệp mát còn dương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân, khỏi Phật chẳng tử thần heo lanh. Thật hoàn toàn một cảnh an vui, sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ đau, lo giải thoát cho mau kẻo trề. Chẳng ngày nào uống phê ngày ni, ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm, giải thoát kiếp trước phàm sớm được. Sớm khỏi dòng trói buộc hồng trần, hoàn toàn vô quấy ngại thân, muốn đi tự tại muốn dừng tự do. Hết bị việc đói no làm rồng, không còn lo ăn bận gây phiền. Vô thường chúng quỷ đều kiêng, vô cùng khoái lạc vô biên thọ trường. Việc trước hết là đường giải thoát, giải thoát xong phàm xác nhẹ nhàng, mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai, dù qua đất đổi thay cách mây. Mình cũng không động đậy chút nào, hoàn toàn vượt khỏi trần lao, nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian. Chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy, để tự mình chủ lấy đời mình. Lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che. Tiếng phàm tục tai nghe không nhiệm, sắc hồng trần không chiếm được lòng. Đi đâu cũng được thông dong, ở đâu cũng được tùy lòng tự do. Chúng sanh hãy toàn lo mau chóng, mới kịp kỳ thế mộng đợi tàn. Đừng chờ đến tiếng nổ vang, mới lo tranh né muộn màng lâm thay. Kể sao hết đắng cay sự thề, nay thân yêu mai kê ghét chê. Một bầu ác khí nặng nề, của đời vật chất đang mê trong lòng. Con ơi để mắt trong thì biết, cõi thế gian giả thiệt ngẩn nào, thiệt là chỉ có sắc màu, còn trong cốt tủy thì nào thiệt chi. Thân đã giả còn chi là thiệt, tâm không thành mọi việc bất thành. Giả tâm rồi lại giả danh, cả hai đều giả tan tầm rất mau. Tỏ
toàn là cảnh chim bao mơ mộng, người dẫn cho cảnh sống bình thường. Kể sao hết việc đáng thương của người sai gục trên trường lợi danh. Chưa phá được vách thành mê hoặc, tất còn mang khổ ách thế gian. Bị dây oan nghiệt buộc ràng thì là thế giới thanh nhàn còn xa. Chúng sanh cứ dần già chưa quyết, không khỏi làm uổng mất một đời. Lần này nếu để cho rơi chìm luôn chớ khó mong còi đầu lên. Kỳ thi chót muốn nên phải gánh, chuyến đỏ chiều không xuống hút đi. Chúng sanh ái ngại những vị lời khuyên của Phật vẫn di chưa làm. Tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái mãi thiên cơ chuyển lại. Trong một phút giờ chúng sanh như cá đêm hở trên lò. Tay trời đã khiến cho vạn khổ, ách nước thêm quả có kém chi. Bên nào cũng đủ cánh di một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Làm chết dễ khó mong làm xong, nếu còn mang cái đống thịt phàm. Đừng vì cung phụng lòng tham gây ra những cảnh khốn nạn cho ai. Sanh mạng của muôn loài nên trọng, người sống như mình sống khác chi. Cùng nhau chia sớt an nguy, không vì một lý do gì hại nhau. Giải thoát cảnh khổ lao trước hết, giải thoát thân sống chết buộc ràng. Tạo ra cực lạc thế gian, cho ai cũng có sen vàng đỡ chân. Việc ấy rất nên cần lo liệu, hơn số nhau ra chịu khổ hình Phật. Là tất cả chúng sanh có sức tạo bình hay nguy. Muốn làm Phật có chi là khó, bỏ tánh phàm tức trở nên ngay. Trên đời bất luận là ai, tu hành chẳng lựa có tài hay không. Chúng sanh cũng nên đồng ra sức, xây dựng lên cõi Phật tại trần. Hòa bình hạnh phúc trường xuân, mọi người sang suốt hiền nhân một chiều. Hóa bao nở điềm điều giết hại, khiến đời thành cây bẫy tha ma. Đâu bằng cùng biết thứ tha, tạo nên không khí ôn hòa vui tươi. Việc bao quý con ơi đã rõ, nhớ đem khuyên khắp cả Tây Đông. Biết thân cá chậu chim lòng mau lo, giải thoát cho xong cảnh trần. Chớ đợi lúc sống thần nổi dậy, mới ra tay quát trại không rồi. Nên lo tranh trước người ơi, thời nay dễ chết hơn thời xưa kia. Bỏ được tánh phân chia sát hại, bỏ được lòng ngược đãi thủ hằng. Người nào cũng được hiền năng, cõi đời tươi sáng như trăng trong trời. Đường đạo đức một lời thể hài, chữ từ bi trọn chí sơn minh.
lời khuyên của Phật động dình tiêu tan cảnh tượng hải kinh trong đời. Lòng người tỉnh tức thời thế tình, lòng người an thì cảnh đời an. Đến như địa ngục thiên đàng cũng do lòng ở thế gian tạo thành, ha không chọn đường lành để bước. Tạo giữ chi cho kiếp đọa đại, mê mang hồn phách xác thay lúc nào cũng ở trong tay tử thần. Lời chót hết Phật cần nhắc lại, cảnh hồng trần sớm giải thoát ra, cho nên chảnh mãn dần già sẽ không kịp hội lòng qua kỷ này. Lời vừa dứt hương bay ngào ngạt, mình nhẹ bưng như trúc hội nào. Cảm ơn Đức Phật dường bao khiến lòng đây bắt nghẹn ngào nhỏ xa. Mượn bút mực kể ra từ đoạn, cho gần xa hiểu đặng lời vàng. Ngõ hầu tính giấc mê mang chạy ra khỏi cái nhà đang cháy bừng, có độc đến xin đừng bỏ làng. Hãy xét suy mỗi đoạn trong này, ráng tìm cho được mỗi giây để mà cởi mở kiếp này cho ra. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Mau lo lanh giữ làm lành, chớ nên mê lợi mê danh mê tình. Tuy Phật có muôn nghìn phép là, không thể nào cứu gã hay lòng. Cho nên nay bưởi mây bồng phải gìn tuyết sạch giá trong tâm hồn. Thấy xa rộng càng khôn vũ trụ, nhưng mái trời bao phủ không ly. Nhân nào quá nay đúng y, người trong hạ giới chớ khi mà lầm. Nam nữ hãy ngồi tâm hướng thiền, trẻ già nên tu luyện sớm chiều. Bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường về cực lạc dắt dìu nhau đi. Bỏ tất cả những gì bất chánh, quyết làm cho thấy cảnh diệu màu. Vẫn vui vào chốn biển sâu, miệng là mò được ngọc châu đem về. Cha là tướng con hề đất thèn, không được rồng cúng ráng kỳ lân. Xưa trần nay cũng còn trần há, không tuổi hổ với thần Phật sao. Phật thương chung khác nào con đò, mắt lúc nào cũng ngó đến luôn. Cố làm cho hết khổ buồn chúng sanh, bỏ Phật tìm đường khác đi. Ma phiền nào thầm thì đòi bữa, quý vô thường dòm ngó mỗi ngày. Quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc say hồng trần. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng. Nhưng mà sanh chung chẳng cần, cho nên thường bị tử thần hành hung. Phật trông thấy thêm lòng thương xót, đời hạ quân nhiều cách quá thân.
dốc lòng cứu độ chúng dân, đưa qua khỏi bến mê tân thảm sầu. Các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ, khắp đó đây hiển thị đạo mẫu, dùng nhiều phương tiện khác nhau dạy cho ba tánh những câu bí quyền. Chúng sanh quá mộng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ bước gian ra, thiên đường lộ ấy càng xa, con đàn địa ngục ngày qua thêm gần. Mến thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đảo điên thế, mà cũng vẫn còn ghiện trần gian. Nay cửa Phật mở toang ra cả, tiếng chuông lạnh dục giả hẳn ngay. Dù người có lắm mê sai, cũng bận tình đến học bài quy y. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chẳng khó sợ như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn. Muôn tu có Phật dẫn đàn, như quá sông được có thuyền kề bên. Con ơi nhớ đem thiền lời ấy, cho người đời xét lại thứ nào. Tu hành là việc quý cao, cho nên ngờ việc hãy mau tu hành. Tám quy phải tâm thành cung kinh, ngũ giới nên nghiêm chỉnh phụng hành. Thường lo niệm Phật làm lành, buổi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu. Kinh kệ đọc được nhiều rộng ly, mau định tâm thì trí máu khai. Lòng nên xét đến thượng ngài, nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền. Nên nghe những lời khuyên bạn tốt, mới thấy việc lành nên học làm theo. Con đường giải thoát cứ leo, mặt tình gai gốc hùm beo của đời. Không để phúc nào lơi đảo hành, cố tìm cho thấy tâm chân như. Pháp cho tan lớp quyển hư, chừng nào nghe tiếng Phật ừ mới thôi. Đạo chẳng ở đầu môi chót lưỡi, đạo tại tâm cô bới cho ra. Thiện nam tinh nữ gần xa, trong tâm có Phật ráng mà tìm xem. Chi phận tan cô đem kết lại, chủ tâm đừng để mãi phong tâm. Loạn tâm thì việc dễ lầm, định tâm thì dễ tâm hiểu ra. Bị trói buộc dù là việc nhỏ, không thể cho thông thả hoàn toàn. Trong lòng còn chút đeo mang, thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Con ơi phải bình thanh tâm trí, như nước trong lóng kỹ mươi lần. Ai lai động cũng trong ngần, tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng. Chỉ có thế chớ không chi lại, thật ra đâu nhọc nhã công lao. Quên đi chạy kiếm hơ hào, của nằm trong túi chớ nào đi đâu. Con ơi lẽ nhiệm màu rang năm,
gặp mối thì rối rắm gỡ ra, có trồng sẽ có nở hoa, vọng tâm hết được thì là huệ khai. Kỳ xá tội là ngày mở rộng, bất luận ai tu cũng đắc thành. Không thành tại chẳng trọn lành, chứ không tại Phật chẳng linh đời này. Mau tu chứ nên gây thêm tội, rớt xuống rồi khó lỗi cho qua. Nếu không bị sâu nó tha, thì là cọp bắt khó mà toàn thấy. Nói sự thật không bài dối mì, tin hay không tự ý chúng sanh, mạnh ai nấy tự tung hoành, mạng người như thể chỉ mành treo chuông. Trước mặt chẳng còn đường đi tới, sau lưng đầy lan xoáy chẳng ngăn. Thân không khỏi lũ rùi lần ấy, là đời kẻ hung hăng hiện thời. Chừng thó nán tin trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai, lúc nào cũng muốn dương oai. Người như thế ấy đời nay rất nhiều, nếu chẳng sớm học điều lương thiện, dễ gây ra những chuyện âu sầu. Riêng mình hãy chẳng nói đâu, còn làm người khác chịu sầu khổ chung. Phải kiếm cách mở dòng giải thoát, cả miếng ăn tấm mặt thượng ngại, cho đời sống bớt đọa đài, giúp cho tâm trí thành thơi phần nào. Kẻ mận thế lòng đau hay chẳng, người ưu thời có đắng đo không? Nhìn vào cảnh sống phần đông, kẻ dư bá bội người không một tiền, nhà hữu trách ngồi yên sao nợ. Nên tìm phương để gỡ rối dân, làm cho mực sống bình phân, có nhà cửa ở cơm ăn áo lành. Việc ngay đáng thực hành mau chóng, giải quyết xong đời sống nghèo nàn, tinh thần dân được mở mang. Hành vi đê tiện ngày càng bớt đi, dân đang muốn những gì trước hết? Là tự do, là việc sống còn ai, người yêu mến nước non, giúp dân sống được là tròn quốc gia. Nên để mắt nhìn ra một chút, mà nếu dân nghèo thì nước yếu đi. Ấy là một sự hiểm nguy, cần mau giải nạn hàng vi dân tình. Bỏ cái tâm lo mình béo bở, nợ dắt khô máu mỡ đồng bào. Phải lo giúp đỡ lẫn nhau, chớ thừa nước đục thả câu hại người. Tất cả việc tốt tươi nhân đạo, không riêng người tôn giáo lo làm, mà ai cũng phải gìn khám, để cho nhân phẩm người làm thêm cao. Con ơi, kể đến bao giờ hết những việc đang cần thiết hẳn ngày? Tinh thần vật chất cả hai nhu cầu thường thức hiện nay của người quá đòi hỏi, khiến đời tranh cạnh quá thiếu thì sanh tâm bất lương. Giữ cho cảnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai. Mỗi người phải góp tay nhau lại, tán trợ nhau những cái nhu cầu. Chớ nên chia áo rẻ bâu, phải thương nhau thể một đầu cha sanh. Người hãy để mắt nhìn loại môi, sức nhỏ mà đắp nổi gò to, là nhờ nó biết
chung lo một con không thể xây gò mối cao. Sức người mạnh gấp bao con môi, nếu đồng tâm kết lại thành đoàn, ruộng đồng sẽ chẳng bỏ quan cảnh tình đoai rách lang thang không còn. Khi có việc quan hôn tan tê, lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ sẵn lòng giúp chẳng nể chi. Người nào cũng thế còn gì quý hơn, tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hoa tốt lành. Ấy là hương vị nhân sanh mọi người cần phải đặt mình hướng theo. Nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thà nghèo được tiếng thơm lành hơn, giàu lưu lại ô danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người. Phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi, và người đâu khinh? Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi ráng gọi nhân sanh thương nhau, chớ có nỡ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người. Không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kể vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mắt dù là khó nuốt, với rắn tuy là việc khó dình. Đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ quên ngày nào. Trai giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ gìn. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Đạo chớ tưởng là đường dễ gặp, kinh khởi tâm muốn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay, nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật xưa rồi. Dịp này nếu để cho trôi, sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thật lòng cải hối ăn năn. Tội kia liền được tiêu tan, như là rừng củi lửa xăng châm vào. Việc thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng. Dù không tu ở tiền thân, mà nay cương quyết tu cần cũng nên. Người năm trước đất quên không cày, những năm nay ruộng lại mở to. Tất là được lúa đầy kho, cái làm năm trước
đem so kém gì lấy đây để xét suy tất biết. Người tu đừng phân biệt trước sau, tu lâu mà chẳng chùi lao đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tử ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khủ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cô đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết nhận điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin. Tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu mình không tự lo kham, bước đường giải thoát làm nhám bất thành. Mình biết rõ lòng mình hơn hết, giống còn sanh hay diệt mệnh tường. An tòa trong bụng tự trương, tự mình trừng trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn, lòng mình tự trị an. Khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình, lúc nào cũng công minh trong già. Sự mình không một lẽ vị tư, bao nhiêu tật sâu thoái hư sẽ lần tiêu tan cũng như bọt bèo. Niệm Phật tức mau siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ trời tự trị công miên trong lòng. Đức tin ấy dình sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khắc kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi, quyết làm cho được mới thôi. Dù cho lỡ đất lông trời chớ nao. Con người chớ lãng sao bổn phận, dẹp trong gái đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chúng nơi, tìm phương nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bắt nhà thuyền cứ chạy sân lên. Đưa người bên giác cây bên để xa mũi đạn lằn tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lại còn nhường ném nhường rơm nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người. Yêu nhân loại từ đời thương cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu. Chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn.
Nếu chúng sanh vẫn còn nạn ách thì còn ra mượn xác phạm trần. Sống pha giữa bến mê tân để mà cứu thế đáng cơn nguy nàng. Cây thiền trưởng đánh tan quái ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần. Thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rồng, chuông lạnh đừng quên vọng ngày đêm. Cho tình bác ái tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh. Nếu người thật sự thông minh sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa. Chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mỏng khỏi da vào tường. Đồng kêu gọi tình thương nhân loại, dẹp bỏ đi cái lối phân lìa. Nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hẹp lưỡng và chia rẽ lòng. Mạng sống tở chuông đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Là đời của khách hạ quân, không tìm cách bảo tồn lấy nhau. Giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức là hai. Chẳng lo sông mây lẻ này, nhân sanh không thể hưởng ngày tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu, mới là sông nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn động tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, bắc nam no ấm đông tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường siêu thăng hối hạ băng qua. Mạo như áo mặc cội ra, chúng sanh giờ trước Phật đà giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thường lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sẵn có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân. Tại mình nửa bước nửa dừng, mới là có chuyện Phật gần quá xa. Con ơi đã nhắc qua lắm đoàn, siêu đỏ do mình chẳng do ai. Muốn cho gặp Phật Như Lai, giữa mình cùng Phật chớ hai tấm lòng. Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật trân trân. Hai đàng hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ đâu nơi đâu. Dù ngồi cho đến bao lâu, cũng không thể thấy Phật đầu hào quang.
muốn được thấy mình vàng rực rỡ. Khi tham thiền đừng có phóng tâm, trong lòng càng lắng càng thâm, minh vàng càng thấy lần lần hiện ra. Các ma nghiệp gian xa bổn thể, các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi nhớ nhắc cho người biết, ráng tu như các việc kể trên. Tây phương cực lạc được lên, sẽ cùng chư Phật ngồi trên liên đài, mình được vượt ra ngoài sanh tử. Thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi, muốn đền chữ hiếu cho rồi tu cho thành đạo cứu đời mẹ cha. Dù mỏi mệt cũng là gánh gỗ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công, đường về tịnh độ lầm không đổi dời. Đạo thường gặp người đời khiếu nhừ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, gió đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mộ đạo mặc dầu đã có, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phan rất khó, nhiều yêu tình đón ngõ ngăn đàn. Muốn làm chung nó chạy tan, có lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thung dung muôn thờ, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mất đường cách mấy, cũng thoảng nhiên chớ dậy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao, thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trai lạc trụ trì thiền môn. Được lối sớm tiếng đồng sư thiền, ông cũng lo tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong già, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, làm cho rạo rực trong lòng đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lôi xóm giảng lại thâm viên, ông liền đem kể chuyện ấy ra. Một người trong số đàn na làm thinh len trở về nhà trước đi. Liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gói gà măng, nào là thịt nương cá chân nực nồng, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm, không ai hay biết chớ hèm ngại chi, sư cứ việc ăn đi chắc mạnh. Nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu, ông còn ngần ngại hồi lâu sau, rồi ông lại gật đầu liền ăn.
trái lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Khi ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào, cứ gây tội lỗi chuyện lao. Bị dây quan nghiệt dẫn đầu thai luôn, chịu lâm kiếp vào cuồng ra dài. Gặp nhiều đời chết hãy sống kinh, càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tin đảo màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quái có thường. Nhà sư ấy miệng ráo tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhận, nhưng ông không diệt hẳn nó đi, nên khi xác yếu thần suy, lòng con thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc mây thánh qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai, thì đành chịu kiếp đọa đài khó ra. Trái lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc trái cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc trái không, mà còn giới luật và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức, từ đáy lòng thành thật làm ra. Dù nơi không có người ta, cũng không để thói giải tà phát sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn sang, gần lâm chung chẳng tán loạn tâm. Di Đà vẫn nhớ niệm thầm, linh hồn không bị dẫn lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng, nêu tất cả trong hàng thiện tinh. Giữ được lòng bình tĩnh như trên, cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được toại nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tình đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bò, vừa tiếc thương vừa sợ hoảng lên, càng thêm buộc cái quan khiên. Nên càng sớm trở lại miền trần gian, gần dứt thở vững vàng trong tri. Vũ sạch không chớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại độ tràn trề khắp chung, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nhai mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dũng công. Ấy là vũ sạch bụi hồng trước giây phút chúc
linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Chúng sanh muôn sớm ngày giải thoát, thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trồng lâu thì dễ ăn thâm, đợi dù lai lắc cái khó làm tróc nghiêng. Biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chạy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi. Cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân, sẽ chồng chôn theo cuộc tẩy trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngày đại biên, đất trời không khỏi chuyện đổi dời. Muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hướng thọ trường sanh. Trọn vui trọn sáng trọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi. Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bụng lầy. Huống chi các việc bên ngoài, cũng là giả nốt có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lũng mày, còn ốm đau tay hại nọ kia. Ghét thương được mất hợp lìa khổ, cho đến chết chưa hề sống chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hèm nhau luôn. Khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sư đến thèm bắt đi. Bị hành há còn gì hơn nữa, chịu đo đài không số đo lường. Thế mà nghiệp mát còn vương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Cõi Phật chẳng tử thần heo lanh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ đau. Lo giải thoát cho mau kẻo trề, chậm ngày nào uống phê ngày ni. Ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm. Giải thoát kiếp trước phàm sớm được, sớm khỏi vòng trói buộc hồng trần. Hoàn toàn vô quái ngại thân, muốn đi tự tại muốn dừng tự do. Hết bị việc đói no làm rộn, không còn lo ăn bận gây phiền. Vô thường chúng quỷ đều kiêng, vô cùng khoái lạc vô biên thọ trường. Việc trước hết là đường giải thoát, giải thoát xong phàm xác nhẹ nhàng. Mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai. Dù qua đất đổi thay cách mấy, mình cũng không động đậy chút
não hoàn toàn vượt khỏi trần lao, nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian. Chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy, để tự mình chủ lấy đời mình. Lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che. Tiếng phàm tục tai nghe không nhiệm, sắc hồng trần không chiếm được lòng. Đi đâu cũng được thông dong, ở đâu cũng được tùy lòng tự do. Chúng sanh hãy toàn lo mau chóng, mới kịp kỳ thế mộng đợi tàn. Đừng chờ đến tiếng nổ vang, mới lo tranh né muộn màng lắm thay. Kể sao hết đắng cay sự thề, nay thân yêu mai kê ghét chê. Một bầu ác khí nặng nề, của đời vật chất đang mê trong lòng. Con ơi để mắt trong thì biết, cõi thế gian giả thiệt ngận nào. Thiệt là chỉ có sắc màu, còn trong cốt tủy thì nào thiệt chi. Thân đã giả còn chi là thiệt, tâm không thành mọi việc bất thành. Giả tâm rồi lại giả danh, cả hai đều giả tan tầm rất mau. Toàn là cảnh chim bao mơ mộng, mấy người vẫn cho cảnh sống bình thường. Kể sao hết việc đáng thương, của người say gục trên trường lợi danh. Chưa phá được vách thành mê hoặc, tất còn mang khổ quách thế gian. Bị dây oan nghiệt buộc ràng, thì là thế giới thanh nhàn còn xa. Chúng sanh cứ dần già chưa quyết, không khỏi làm uổng mất một đời. Lần này nếu để cho rơi chìm luôn, chớ khô mong còi đầu lên. Kỳ thi chót muốn nên phải gánh, chuyến đỏ chiều không xuống hút đi. Chúng sanh ái ngại những vị lời khuyên của Phật, vẫn di chưa làm. Tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái mãi thiên cơ chuyển lại. Trong một phút giờ chúng sanh như cá đêm hở trên lò. Tay trời đã khiến cho vạn khổ, ách nước thêm quả có kém chi. Bên nào cũng đủ cánh di, một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Làm chết dễ khó mong làm xong, nếu còn mang cái đống thịt phàm. Đừng vì cung phụng lòng tham, gây ra những cảnh khủng nàng cho ai. Sanh mạng của muôn loài nên trọng, người sống như mình sống khác chi. Cùng nhau chia sớt an nguy, không vì một lý do gì hại nhau. Giải thoát cảnh khổ lao trước hết, giải thoát thân sống chết buộc ràng. Tạo ra cực lạc thế gian, cho ai cũng có sen vàng đỡ chân. Việc ấy rất nên cần lo liệu, hơn số nhau ra chịu khổ hình. Phật là tất cả chúng sanh có sức tạo bình hay nguy. Muốn làm Phật
có chi là khó, bỏ tánh phàm tức trở nên ngay. Trên đời bất luận là ai, tu hành chẳng lựa có tài hay không. Chúng sanh cũng nên đồng ra sức, xây dựng lên cõi Phật tại trần. Hòa bình hạnh phúc trường xuân, mọi người sang suốt hiền nhân một chiều. Hả bao nở điềm điều giết hại, khiến đời thành cái bẫy tha ma. Đâu bằng cùng biết thứ tha, tạo nên không khí ôn hòa vui tươi. Việc bao quý con ơi đã rõ, nhớ đem khuyên khắp cả Tây Đông. Biết thân cá chậu chim lòng mau lo giải thoát cho xong cảnh trần. Chớ đợi lúc sống thần nổi dậy mới ra tay quát cải không rồi. Nên lo tranh trước người ơi, thời nay dễ chết hơn thời xưa kia. Bỏ được tánh phân chia sát hại, bỏ được lòng ngược đãi thủ hằn. Người nào cũng được hiền năng, cõi đời tươi sáng như trăng trong trời. Đường đạo đức một lời thế hại, chữ từ bi trọn chí sơn minh. Lời khuyên của Phật động dình, tiêu tan cảnh tượng hải kinh trong đời. Lòng người tỉnh tức thời thế tình, lòng người an thì cảnh đời an. Đến như địa ngục thiên đàng, cũng do lòng ở thế gian tạo thành. Ha không chọn đường lành để bước, tạo giữ chi cho kiếp đọa đại. Mê mang hồn phách xác thay, lúc nào cũng ở trong tay tử thần. Lời chót hết Phật cần nhắc lại, cảnh hồng trần sớm giải thoát ra. Cho nên chảnh mãn dần già, sẽ không kịp hội lòng qua kỷ này. Lời vừa dứt hương bay ngào ngạt, mình nhẹ bưng như trúc hội nào. Cảm ơn Đức Phật dường bao, khiến lòng đây bắt nghẹn ngào nhỏ xa. Mượn bút mực kể ra từ đoạn, cho gần xa hiểu đặng lời vàng. Ngõ hầu tính giấc mê mang, chạy ra khỏi cái nhà đang cháy bừng. Có độc đến xin đừng bỏ làng, hãy xét suy mỗi đoạn trong này. Ráng tìm cho được mỗi giây, để mà cởi mở kiếp này cho ra. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ bất kỳ sẵn lòng giúp, chẳng nể chi người nào cũng thế, còn gì quý hơn. Tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hoa tốt lành. Ấy là hương vị nhân sanh, mọi người cần phải đặt mình hướng theo. Nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thả nghèo được
tiếng thơm lành hơn vào lưu lại ô danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người. Phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi và người đâu khinh? Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi ráng gọi nhân sanh thương nhau, chớ có nỡ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người. Không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kể vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mặc dù là khó nuốt, với răng tuy là việc khó gìn. Đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ nó quên ngày nào. Trai giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ gìn. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Đạo chớ tưởng là đường dễ gặp, kinh khởi tâm muốn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật xưa rồi. Việc này nếu để cho trôi, sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thật lòng cải hối ăn năn. Tội kia liền được tiêu tan như là rừng củi lửa xăng châm vào. Việc thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng? Dù không tu ở tiền thân, mà nay cương quyết tu cần cũng nên. Người năm trước đất quên không cày, những năm nay ruộng lại mở to. Tất là được lúa đầy kho, cái làm năm trước đem so kém gì. Lấy đây để xét suy tất biết, người tu đừng phân biệt trước sau. Tu lâu mà chẳng chùi lao, đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tự ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khủ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cô đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa.
nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết những điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin, tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm, nếu mình không tự lo kham. Bước đường giải thoát làm nhám bất thành, mình biết rõ lòng mình hơn hết. Giống còn sanh hay diệt mệnh tường, an tòa trong bụng tự trương, tự mình trừng trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn, lòng mình tự trị an, khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình, lúc nào cũng công minh trong già. Sự mình không một lẽ dị tư, bao nhiêu tật sâu thoái hư sẽ lần tiêu tan cũng như bọt bèo. Niệm Phật tức mau siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ trời tự trị công miên trong lòng. Đức tin ấy dình sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khắc kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi, quyết làm cho được mới thôi, dù cho lỡ đất long trời chớ nao. Người chớ lãng sao bổn phận, dẹp trong gái đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chúng nơi, tìm phương nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bắt nhà thuyền cứ chạy sân lên, đưa người bên giác kề bên để xa mũi đạn lằn tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lấy con nhường ném nhường rơm, nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người. Yêu nhân loại từ đời thương cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu. Chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Nếu chúng sanh vẫn còn nản ách, thì còn ra mượn xác phạm trần, sống pha giữa bến mê tân để mà cứu thế đáng cơn nguy nạn. Cây thiền trưởng đánh tan quái ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần. Thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rồng, chuông lạnh đừng quên giọng ngày đêm, cho tình bác ái tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh.
Nếu người thật sự thông minh sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa. Chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mộng khỏi da vào tường, đầm kêu gọi tình thương nhân loại. Dẹp bỏ đi cái lối phân lìa, nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hẹp lưỡng và chia rẽ lòng. Mạng sống tở chuông đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Là đời của khách hạ quân, không tìm cách bảo tồn lấy nhau, giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức là hai. Chẳng lo sông mây lẻ này, nhân sanh không thể hưởng ngày tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu, mới là sông nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn đậm tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, Bắc Nam no ấm Đông Tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường siêu thân hối hạ băng qua. Mạo như áo mặc cội ra, chúng sanh giờ trước Phật Đà giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thường lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sẵn có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân. Tại mình nửa bước nửa dừng, mới là có chuyện Phật gần quá xa. Con ơi đã nhắc qua lắm đoàn, siêu đỏ do mình chẳng do ai. Muốn cho gặp Phật Như Lai, giữa mình cùng Phật chớ hai tấm lòng. Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật trân trân. Hai đàng hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lầm nghĩ đâu nơi đâu. Dù ngồi cho đến bao lâu, cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Muốn được thấy mình vàng rực rỡ, khi tham thiền đừng có phóng tâm. Trong lòng càng lắng càng thâm, minh vàng càng thấy lần lần hiện ra. Các ma nghiệp giáng xa bổn thể, các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi nhớ nhắc cho người biết, ráng tu như các việc kể trên. Tây phương cực lạc được lên, sẽ cùng chư Phật ngồi trên liên đài. Mình được vượt ra ngoài sanh tử, thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi. Muốn đền chữ hiếu cho rồi, tu cho thành đạo cứu đời. Mẹ
cha. Dù mỏi mệt cũng là gánh gỗ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công đường, về tịnh độ lầm không đổi dời. Đảo thường gặp người đời khiếu nhừ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, gió đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mộ đạo mặc dầu đã có, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phan rất khó, nhiều yêu tình đón ngõ ngăn đàn. Muốn làm chung nó chạy tan, có lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thung dung muôn thờ, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mất đường cách mấy, cũng thản nhiên chớ dậy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao, thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trai lạc trụ trì thiền môn. Được lối sớm tiếng đồng sư thiền, ông cũng lo tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong già, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, làm cho rạo rực trong lòng. Đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày, kẻ lôi xóm giảng lại thâm viên. Ông liền đem kể chuyện ấy ra, một người trong số đàn na làm thinh len trở về nhà trước đi. Liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn, nào là chả gói gà măng, nào là thịt nướng cá chưng nực nồng, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm, không ai hay biết chớ hèm ngại chi, sư cứ việc ăn đi chắc mạnh. Nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu, ông còn ngần ngại hồi lâu sau. Rồi ông lại gật đầu liền ăn, trái lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Khi ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào. Cứ gây tội lỗi truyền lao, bị dây quan nghiệt dẫn đầu thai luôn. Chịu lâm kiếp vào cuồng ra dài,
gặp nhiều đời chết hãy sống kinh, càng ngày mờ ám chân linh lòng không còn biết tưởng tin đảo màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quái có thường. Nhà sư ấy miệng ráo tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhận, nhưng ông không diệt hẳn nó đi, nên khi xác yếu thần suy, lòng con thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc mây thánh qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai, thì đành chịu kiếp đọa đài khó ra. Trái lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc trái cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc trái không, mà còn giới luật và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật